Chào quý vị và các bạn, Kem Lady Việt Nam một tháng về ra vườn thấy cái trái dưa gang nè các bạn. Ngửi cái nó thơm phức luôn. Ôi nó chín luôn nè các bạn ha. Lớn dữ vậy không biết nữa. À bị cái con gì nó nứt ra luôn nè các bạn ha. Wow, thơm quá chừng à. Wow, Kem Ly hửi nó thơm phức luôn. Nó rụng cuốn chưa? Chưa rụng cuốn nữa, cái cuốn thiệt là lớn luôn các bạn. Wow, đây cái cuốn nè. Wow, nó thơm thơm quá chừng luôn rồi. Giờ Kem Ly cắt nó xuống nha. Wow, nó bự dữ rồi trời. Các bạn xem nè, lớn dễ sợ không? Trái này Kem Ly nghĩ chắc 2kg, 2kg mấy quá, nặng quá chừng luôn nè. Mà đứng ở đây mà nó thơm phức luôn. Thương không? Mình trái dưa nè. Wow, nó có trái hoài luôn á. Này Kem Ly vô làm đường thốt nốt, thắng đường thốt nốt với nước cốt dừa các bạn. Chấm ăn là hết sảy luôn đó nha. Việt Nam một tháng về. À, đi Việt Nam sung sướng quá, không làm gì hết. Bây giờ về đây phải dọn. Ngày hôm qua Kem Ly bỏ một cái thùng rác, 5 cái bọc rác lớn luôn. À, toàn là cây với lá cây. Bữa nay Kem Ly tỉa hết ở trong cái nhà này ha. À, vẫn còn phải làm thêm nữa nè. Chống rải rồi Kem Ly cắt bỏ hết cái dàn thiên lý với cái lá rau mơ. Xong rồi tỉa cây, tỉa này tỉa nọ quá chừng luôn. Đây nè, về cây nó lên ôm tùm luôn. May là có má phụ làm á, chứ không về chắc giống như cái đám rừng. Đây nè, cái bông lồng đèn nó nở đẹp không các bạn, mà cao khỏi đầu Kem luôn rồi đó. Mấy cây này Kem Ly công tỉa cắt hết, 2-3 cái vàng đậu rồng Kem Ly cắt bỏ hết luôn, tùm quá chịu không nổi. Trong mấy cái cây mẳng cầu của Kem cũng tỉa hết nhánh, cắt xuống hết. Xong bây giờ Kem Ly sẽ bón phân cá vô cho nó mau lợi sức nha các bạn, tại vì trái vừa thu hoạch xong á. Đó, nguyên cái đó Kem Ly cũng tỉa bớt rồi. Các bạn coi nè. Hết hồn luôn không? Nguyên cái dàn rau hôm qua Kem Ly cắt xuống, cắt sạch luôn. Thấy không? Còn chưa dọn nữa kìa, phía bên kia nè. Dàn mướp này Kem Ly sẽ tính từ từ với nó. Tại vì có mấy cái con bớt á, con giống con bù xích vậy á, nó phá quá không có ăn được, trái hư chừng. Kem Ly sẽ cắt xuống hết. Sen á thì má cắt giùm cho Kem rồi. Thấy không? Quá chừng không các bạn thấy mệt không? À, Kem Ly sẽ dọn gọn lại không trồng vậy nữa, chịu hết nổi à. Đây nè, mướp trái giống nè. Còn tùm lắm, Kem Ly sẽ dọn hết. À, sáng giờ nè, ta hồng giòn. Hồng giòn năm nay nó eo ọt quá. Kem Ly dọn xong hết thì bắt đầu sẽ cắt bỏ trái rồi cho bón phân cho cây, với thấy cái cây nó không có được khỏe nè. Đó, sáng giờ dẹp 2 giăng mướp. Kinh khủng luôn, nó leo đầy luôn. Đó. Cây rồi nó heo, còi cọc hết trơn. Coi cây mai của Kem nè. Cây Quỳnh Lạc Mai của Kem mua ở Cali về đó. Thiếu nước á, nó khô quá trời. Kem Ly mới cho nước thêm mấy ngày nay nè. Sẽ bón phân cho nó ha. Đó, coi nè. Ghê không? Coi nè, tía tô mà nó lên tới cỡ này nè, chút xíu nữa Kem Ly sẽ cắt xuống hết luôn. Lá sâm nè, ấy vô giò. Mướp, mướp giống nè. Nó chưa khô nữa, Kem cắt luôn đi. Cắt phơi đại. Nhưng mà hạt giống thì Kem Ly có nhiều lắm luôn nè. Đó. Ui, quá trời gác luôn các bạn thấy không? Xỉu luôn á. Dọn liên tiếp mấy ngày nay. Mướp giống nữa nè. Đây nè, hôm qua Kem Ly hái được mấy trái mướp giống nữa nè.
của Phương á các bạn. Bạc hà thì chết rụi rồi, còn có hai cây rồi để Kim Ly xới đất trồng lại ha. Thiệt hết. Cây này, cây blackberry cũng chết hết mấy cây, Kim Ly cắt bỏ còn lại mấy cây ha. Xả nguyên một bụi lá gai, Kim Ly cắt xuống ha. Xong rồi rửa sạch tước sống nó rồi đem đi phơi nắng. Sau này mình mới làm bánh lá gai, mình chỉ việc bỏ cái lá khô đó vô xay cho thiệt là nhuyễn, mình trộn vô bột mình làm thôi. Ui, còn mấy cái bụi chuối nữa, hôm nay cần phải tỉa lá khô nữa, quá trời. Đây, ông xã mình, ông đang làm cái nhà nhà kính đó, để chuẩn bị cho mùa đông nha các bạn. Mùa đông tới rồi. Các bạn xem cái thùng rác bao lớn nè, mà Kim Lê bỏ đầy thùng ngày hôm qua, thêm 5 bọc rác lớn. Cái bọc rác thì muốn bằng cái thùng rác này luôn vậy. Hôm nay làm thêm một chặng nữa. Đi chơi một tháng xuống quá, về về quải thiệt á. Hôm qua Kim Lê tỉa hết mấy cái ổi luôn. Tỉa ổi, tỉa mặn. Mặn hôm qua tỉa nguyên một bao rác. Nó quá trời âm tùm. Nó khỏe chứ sợ luôn các bạn ha. Khỏe lắm luôn, cắt hoài luôn á, ra càng nhiều à. Kim Ly cắt bớt chứ để không thôi nó ôm tùm quá, nó cũng không có trái ha. Đây còn đu đủ nè. Năm nay cái cây đu đủ này nó trái gì mà trái kinh khủng luôn, nhưng mà điều cái nó đụng nóc nhà luôn rồi các bạn thấy không. Hôm qua Kim leo lên Kim cắt hết mấy cái lá bị héo đó, rồi Kim Ly cọp kéo nó qua. Chứ giờ nếu mà chặt ngang á, thì nó cũng sẽ lên một cái hai, nó sẽ lên đọt nhiều hơn nữa. Mà không biết tại sao cái giống này mà nó cao kinh khủng nha. Trái quá trời trái luôn, cái này còn cả trăm trái. Các bạn thấy không, một nhánh á, không phải nữa mà là ở dưới này nó từng trái, tại Kim Ly tỉa bớt á. Còn ở trên kia á, mỗi một nhánh ra là ba trái. Kim Ly không hiểu nổi luôn á. Cái này còn cả trăm trái luôn á. Còn đây là loại đu đủ trái dài ha. Kim Ly có mấy cây trái dài, mấy cây trái tròn. Không biết ươm lên chi mà cho nhiều dữ vậy. Ham thấy bỏ thì tiếc, tội tôi lấy hết. Các bạn xem tắc của Kim nè. Trái nó như là trái chú quýt thì quỳ đó, nó lớn như vậy nè. Mai là Kim đi không có take care mà nó còn vậy đó. Trái thấy thương không? Đó, cũng được mớ trái ha. Cốc nó chín nó rụng luôn rồi các bạn, này cốc Thái ha. Đây nè. Chín rụng luôn. Năm nay cũng được vài chùm ha. Nè, dưới này nữa nè. Kem rảnh Kem sẽ tuốt hết lá. Lá mà lá vàng á. Đó, cốc nè. Đúng không? Chết đi sống lại mà còn ra trái gì đó. Chết nè. Cây táo Việt Nam của Kim á, bây giờ nó mới bắt đầu có bông rồi các bạn. Hôm qua khi mà về thì cười lắm, khi mà về đây á nó chui ra khỏi cái nóc nhà này luôn á, các bạn tưởng không? Có cái kẻ chui lên cỡ nửa thước vậy á. Ông xã Kim mới leo lên cắt xuống, với Kim hôm qua leo lên cắt tiếp. Nó lớn nhanh kinh khủng. Nhớ hồi cái lúc Kim thu hoạch mấy tháng trước á, nó cao như vậy, Kim lại cắt xuống ngay cái cùi này nè. Bạn thấy không? Cắt ngay cái cùi này mà bây giờ nó lên tới cỡ đó, gần 2 thước cao hơn nữa. Cây này mà trồng được ngoài trời á, mặc sức mà cho nó lớn ha. Nhưng mà tại vì ở đây lạnh nó chịu không nổi. Gần các bạn coi khế của Kim nè. Của người ta có trái hết rồi, giờ Kim Ly mới có bông. Mắc cười không? Khế ngọt à. Mồng tơi quá chừng à. Hai, buổi sáng Kim Ly chia sẻ với các bạn chút xíu về cái chuyến mình đi Việt Nam về. Phải chịu cực. Mệt dữ luôn á. Mình về còn chưa có tỉnh nữa, tại do cái
đồng hồ sinh học của mình nó chưa có quen. Tại Việt Nam với Mỹ cách 12 tiếng đồng hồ đó, mà mình phải gắng mình ra mình làm, tại vì mình thấy mình chịu không có nổi. Rồi các bạn xem Kimberly chiếc cái cây táo Việt Nam nè, nó ra rễ nè, các bạn thấy không? Đó, cái này là Kimberly cắt xuống, Kimberly trồng được rồi, nhưng mà thôi kệ nó đi, đợi qua mùa spring luôn đi rồi Kimberly cắt nó ha. Nhìn cái vườn hết hồn luôn. Kimberly từ nay phải dọn bớt chứ trồng nhiều vậy thấy keo không có nổi, không có xuể. Chia sẻ với các bạn chút xíu. Thôi Kimberly bây giờ phải đi ra đổi cái điện thoại mới được. iPhone 14. Mình đổi cái điện thoại lớn hơn chút xíu để mình dễ quay video với chữ edit video nữa các bạn. Cái này là Kimberly đang xài cái Pro 11 thôi nha. Pro Max 11. Chú cha ơi, mấy cây đậu bắp của Kim. Kim đi giờ về nó già hết trơn luôn rồi nè. Quá trời trái giống luôn rồi các bạn. Hột bao nhiêu đây biết xài bao nhiêu. Bao lâu mới hết. Bởi ai muốn thì Kimberly cho nè. Đó, Kimberly mới về tỉa lá nè, tỉa chuội hết luôn. Chứ không thôi nó quằn, nó quặt xuống nè. Quá trời lá không. Đó, rồi rảnh Kimberly ra cắt mấy trái này vô. Lấy hạt. Nó già lắm luôn rồi, khô hết. Các bạn xem nè, ngày hôm nay Kimberly làm 5 cái bọc rác như vậy nữa nè. Dễ sợ không? Còn thêm một dàn mướp nữa là Kimberly xong. Oh my goodness. Quá chừng mệt luôn rồi. 3 ngày liên tiếp ha. Các bạn xem mướp giống nè. Kimberly cắt xuống hết luôn á. Mấy trái này mình phơi khô rồi mình lấy hạt cũng được nếu mà nó già ha. Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hôm nay Kimberly đã làm xong cái vườn rau, nhổ hết rau đi. Bây giờ Kimberly sẽ trồng cải xanh nha. Cải xanh với xà lách Pháp. Cái này là hột xà lách Pháp ha. Còn đây là hột cải xanh Kimberly để dành nè. Thấy không? Một khi các bạn trồng rồi là các bạn thu hoạch rất là nhiều hạt. Mình để cho những cái mùa sau ha. Thì đất Kimberly xới nó lên cho nó mềm đất ha. Rồi mình nhổ bớt mấy cái rau lúc hôm Kimberly trồng là giống như rau dấp cá, rồi rau muống Kimberly trồng ở đây. Giờ Kimberly nhổ bỏ, Kimberly trồng cải xanh ha. Thì nó còn sót chút đỉnh rễ dưới cũng không sao, nó xen kẽ cũng không sao. Tại vì nếu mà mình làm kỹ nhổ hết rễ thì nó rất là sâu. Thì cải xanh thì Kimberly gắt nữa thôi. Thấy không? Mình gắt cho nó đều đều tay là được rồi. Nó có nhiều dày quá thì sau này các bạn cứ nhổ bớt đi. Mình ăn cải con nhỏ nhỏ đó, hạt nhiều lắm nên là mặc sức mà xài. Kimberly có gắt là nhiều hạt ha. Đó, dùng tay mình gãi nó. Sau này nó lên cải con nhiều, các bạn ăn cải con chừa lại một ít để cho nó ra cái bẹ lớn. Nếu mà các bạn nhổ thưa nó ra thì nó tự động nó sẽ cái cây cải nó sẽ lớn thôi à các bạn ha. Đó, Kimberly gãi vậy là cũng hơi nhiều rồi đó. Mà kệ đi, Kimberly thích ăn cải xanh con nên Kimberly gãi vậy ha. Không, các bạn gãi thưa nó ra. Rồi như vậy thì mỗi ngày mình cứ tưới nước sáng chiều là nó sẽ lên thôi à. Cải xanh thì nó cần thời tiết lạnh, nó càng lạnh nó càng thích ha. Càng lạnh nó càng thích không sao hết á. Nóng thì nó không nó cần, chứ còn lạnh nó lên dữ lắm. Đó, Kimberly gắt nhiều đó đi. Rồi còn phía bên kia Kimberly bỏ xà lách Pháp. Xà lách Pháp Kimberly bóp nó ra ha. Bóp xong rồi mình gãi nó. Bạn cứ gãi đều nó vậy ha. Nó lên được cây nào nó lên. Rồi mình lấy đất, mình lấy tay mình phả cho cái đất của nó đậy cái hạt lại thôi. Cải xanh cũng vậy ha.
bên cải xanh Kim Ly cũng phải sơ sơ nhẹ nhẹ ăn gì, tại vì cải xanh cái hạt của nó rất là mịn ha. Các bạn thích thì các bạn mang găng tay, bình thường Kim Ly cũng mang găng tay mà thấy thơ phải hết ít Kim Ly không có mang. Rửa sạch là được rồi ha. Bây giờ mình tưới mỗi ngày chờ cho nó lên lên cải thôi. Bây giờ Kim Ly tưới nước nó ha, phun xương đó nè, đó tưới cho nó đều ha. Khi mình mới ươm hạt là không có bỏ phân bỏ gì hết nha các bạn, cứ để cho nó lên cây rồi cây khá vững vàng rồi mình mới cho phân ha. Đó, các bạn tưới ẩm hết là được nha. Hôm nay là năm Tây tháng 10 nha các bạn. Wow, đêm qua gió quá trời. Rồi, ngã cây hết. Sáng ra thấy nằm lăn cù mèo hết. Wow, coi rễ nó mọc xuống ra ngoài luôn rồi các bạn ha. Cây nó ngã hết. Mới vừa chân Kim Ly mới vừa đỡ mấy cái cây bông ở bên kia qua đây thấy coi gạt hết chưa. Wow, cải xanh có mấy ngày không ra. Đây này các bạn, nó lên cái thường quá. Hôm nay chuẩn bị bắt đầu chải bọc ni lông lên nha các bạn. Đó, ông xã Kim ổng bỏ mấy cái mành ở trên này nè. Đó, mành lưới đó các bạn thấy không? Xong rồi mình để cây mình chặn ở dưới cho nó đừng có bị đùng xuống á. Đi cột nó lại ha. Dùng cái zip tie á, ông xã mình không dùng cái zip tie. Ông kéo nó lại đó. Bây giờ mình chải bọc lên. Ông đóng gì nè. Đứng xa xa cho các bạn xem. Mùa đông tới rồi, phải chuẩn bị thôi. Mang hết tất cả cây vô đây. Đó, khi mang vô nhiều lắm rồi. Khi mang vô cái nhà cũ nè. Còn Kim Ly làm cái nhà này cao để đem mấy cây sứ vô. Mấy cây sứ với mấy cây mận của Kim đó vô trong này ha. Còn những cái cây nhỏ Kim cho nó vào cái nhà cũ hết rồi. Mận cầu với kiển nè. Tất cả những cây Kim ươm á đó, mẫn cầu dai á Kim cho vào trong này hết rồi, lá dứa rồi vô đây hết. Năm nay khế quá trời bông luôn mà sao Kim không thấy nó đậu trái không biết. Còn cây táo Việt Nam thì Kim thấy nó đậu trái nè. À, các bạn thấy Kim cho vào đây hết không, quá trời nhiều. Đầy luôn, bích luôn cái nhà này. Nhìn cái đu đủ dễ thương không? Có trái. Thằng ông đông đều. Ông trồng trong chậu nè các bạn. Các bạn thấy năm nay tắc của Kim Ly trái lớn không? Kim Ly hái đọt khẩm. Ăn từ từ mỗi ngày Kim uống với mật ong á. Trái này nhỏ nha, có trái còn to lắm luôn á. Nè, như trái này. Ui dạ. Đó, này là tắc á các bạn. Cây này lúc đó khi mà Ly mua ở chợ Mỹ ở Houston Garden có 8 đồng à. 8 đồng cây á, nó thấp khoảng chừng 2 găng tay. Khi mà Ly trồng được 2 năm nó mới lớn nè. Em cho xuống đất luôn rồi giờ thằng nó mới lớn. Đây, cái thằng nó mới lớn rồi ha. Trái nhiều lắm, nó vòng vòng nè. Rớt đất luôn trái. Cây này Kim thích lắm, nước rất là nhiều, thơm thì thơm. Vẫn còn đang ra bông quá trời nè, các bạn thấy cho nhí nhí không? Thơm lắm, cái bông của nó cũng thơm. 8 đồng. Bây giờ bị lớn đó, thấy thương không? Nhiều trái ha. Đu đủ nữa nè các bạn, cây này mà thấp là
thấp mà có trái nè, Kim thích. Kim thích mấy cây thấp thấp gì nè. Mà sao Kim trồng cây này không biết mắc dịch nó cao quá. Các bạn xem từ dưới gốc này ha. Đồ. Từ dưới gốc ha, lên nhìn thân nè. Má ơi, nó đụng luôn cái nóc nhà. Các bạn xem nó đụng luôn cái nóc nhà nè. À, trái thì quá trời trái luôn, mà trái nhỏ nhỏ không, ngọt lắm. À, các bạn xem trái nhỏ nhỏ ha, nó nhỏ, nó bị lớn đây là nó muốn chín rồi nè. Bữa hổm chín ba trái Kim Ly hái vô xẻ ra không có hột gì hết, không có hột mà ngọt lắm. À, kệ đi, nhỏ mà không có hột thì cũng ok. Phải chi mà ảnh ra trái thấp thấp dưới này thì đỡ biết nhiêu, tới đợi tới cao cỡ đó mới chịu có trái. Một tháng nữa Kim Ly sẽ thu hoạch củ chuối ha. Đợi lâu lâu chưa thấy nó ra bông các bạn ơi. Mà bây giờ là bắt đầu cuối tháng 10 rồi, sắp qua tháng 11 rồi. Kệ, cũng còn nóng lạnh cứ để coi coi. Lâu lâu cho cái củ nó già ăn nó mới ngon. Chiều nay Kim đào khoai lang thử ơi có củ không nha. Người ta nói nếu mình ăn đọt á thì cái nó không có củ, mà năm nay Kim Ly ăn đọt quá chừng đọt lang luôn, để coi coi nó có củ không ha. Kim Ly dọn cái vườn sạch hết rồi, cắt bỏ nhiều thứ lắm rồi. À, còn một trái dưa gang. Ui, còn một trái dưa gang ha. Ở đâu Kim Ly định nhổ bỏ luôn nè, mấy cái này nó chết hết rồi nè các bạn thấy không. Kim Ly định bỏ luôn mà chưa có thời gian dọn thì tự nhiên đâu gan trái nữa. Hả? Còn mấy trái đẹp nữa nha. Kim Ly không để ý nó luôn á, bận quá à, lo làm cái vườn, đi chơi về cái là nhào vô làm quá chừng luôn, cắt tỉa hết mấy cái mướp này nọ, Kim Ly tỉa hết cây cối, Kim Ly tỉa sạch luôn. Chứ không là bữa hổm nó tùm lắm luôn. Năm nay mặc sức mà ăn củ chuối ha. Ủa, nó gạp xuống luôn các bạn ha. Quá trời, Kim dành nguyên một cái khuẩn này Kim trồng củ chuối. Năm sau có cô Xuyến có cho cây củ lùng, Kim Ly trồng thử nha. Các bạn ơi, hôm nay sau khoảng 2 tuần cải xanh nó lên như vậy nè các bạn. Quá trời. Kim Ly lấy tay gãi đại luôn. Nó lên nhiều vậy để Kim Ly lấy nhổ cải xanh con nè ăn, thấy không? Lớn chút nữa là mình nhổ ăn ngon lắm. Cải xanh non. Sau khi nó lớn chút cái mình nhổ bớt cho nó thưa ra, để những cái cây kia nó lớn khỏe hơn ha. Xanh đẹp quá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang cái miếng ni lông này mình bọc lại nha. Đó. Ha. Bây giờ Kim Ly sẽ đưa cái bọc ni lông này lên trên đó để phủ ra nha. Mình mua cái loại ni lông trong nha các bạn, để nó lấy được 95% của ánh sáng mặt trời ha. Còn nếu mình mua bọc ni lông trắng á, là chỉ có lấy được 50% ánh sáng mặt trời thôi. Cây thì nó cần ánh sáng mặt trời ha. Còn nó nặng lắm luôn á. Trước khi mình mua bọc á thì mình sẽ đo cái chiều ngang của nó bao nhiêu rồi mình mới mua nha. Mình đặt người ta, mình đo cái diện tích mình cần á. Hôm nay là nhằm gần tới Thanksgiving, là cũng giữa tháng 11 rồi, bữa nay 18 tây rồi. Kim Ly sang cái chậu Quỳnh Nhật Mai này ha, để cho chuẩn bị cho Tết Việt Nam.
Lúc trước khi Kimberly nghe người ta nói là ở Texas này thì cái cây mai Quỳnh Nhật Mai này trồng á, nó không có hợp là sẽ tại vì không có đủ lạnh cho nó ra hoa. Nhưng mà Kimberly cũng muốn trải nghiệm thử nên là mua cái cây này ở Cali hồi năm rồi ha. Thì mang về đây, lúc đó Kimberly đi Tulu hết, đi Las Vegas đủ thứ hết, nên để nó trong xe thì nó cũng bị rụng bông đi. Nó rất là nhiều bông lúc Kimberly mua. Rồi sau này Kimberly mang về đây, nó hết bông rồi Kimberly dưỡng lại. Thì năm nay tới mùa lạnh thì Kimberly thấy bắt đầu nó hiện tượng rụng lá. Xong sau đó Kimberly lặt hết những cái lá những cái lá già của nó đi. Thì Kimberly thấy bắt đầu nó ra nụ nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy nụ không? Cái bông này á, với bạn nào không biết thì Kimberly nói cho các bạn biết, nó gọi là Quỳnh Nhật Mai. Thì cái mùi nó là mùi hoa lài, nhưng mà bông nó là bông màu vàng nha. Khi mà Kimberly đi vô trong vườn bán cây á, nursery, Kimberly thấy là Kimberly mê. Vừa bước vô là nghe mùi thơm nên Kimberly mua liền. Đó, lúc đó cây này thì Kimberly mua 300 mấy gì đó, Kimberly quên rồi. Thì Kimberly nuôi được là bữa nay nữa 1 năm rồi đó. Nó ra cũng khá nhiều nụ ha. Đó các bạn thấy ha. Rồi những cái này á là Kimberly nghĩ là nó cũng là nụ nữa nè. Nhưng mà nó là sẽ nụ nhỏ, từ từ nó sẽ lớn ha. Từ đây tới Tết thì cũng còn một vài tháng nữa. Thì hy vọng là nó sẽ có nhiều nụ hơn. Đây tới đọt trên này cũng có nụ nè. Ngày hôm nay Kimberly chiết nó qua cái chậu qua bên cái lu này đó. Kimberly trồng qua cái lu này thì sẽ thấy nó đẹp hơn, chứ nó vững hơn, tại vì nó nặng ở dưới, ở trên này á, gặp gió thì nó cũng sẽ không có bị ngã. Cây này thì nó rất là chịu lạnh nha các bạn, các bạn đừng có sợ lạnh nha. Kimberly để nó ở ngoài trời. Hồi lúc mới mua đó, Kimberly không có làm research, Kimberly không biết là nó chịu lạnh, cứ đem vô trong nhà để trong máy hít. Thì Kimberly thấy nó không có khỏe, Kimberly mới đem ra ngoài sân để thử thì thấy nó khỏe cái cây. Nên là Kimberly bắt đầu mới đi research là biết là cây này nó có thể sống ở trong lạnh các bạn ơi. Nó có thể ở trong tiết được đó. Trời tiết mà nó vẫn không sao đâu, nếu mà cây lớn ha. Đó nên là Kimberly cứ vô tư để nó ngoài trời thôi. Cả mùa nay rồi cứ để nó ngoài trời thì hôm nay nó ra bông. Kimberly cũng mừng lắm là nó ra bông, cứ nghe người ta nói là sẽ không bao giờ ra bông nếu mà trồng ở Texas, nhưng mà không phải như vậy đâu nha các bạn. Thì cái gì mình nghe thì mình nghe một chuyện, nhưng mà Kimberly thì thích thích thử, mình phải thử mới biết ha. Đó, bây giờ nó ra bông rồi nha. Đến lúc nào mà nó nở hoa Kimberly sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok, không biết hôm nay ngày gì mà máy bay cứ bay ngang đây nhiều quá nên hơi ồn. Các bạn thấy những cái cây nhỏ này không? Lúc trước thì Kimberly cắt bỏ hết, nhưng mà Kimberly muốn thử để một cây ha. Sau này Kimberly sẽ cắt nó trồng xuống thử coi nó lên không nha. Mình sẽ làm thí nghiệm cái chuyện này ha. Nếu lên thì Kimberly sẽ update cho các bạn biết nha. Ngày mai đi mua mấy cái sỏi á, mình đổ trong này nhìn cho nó sạch và đẹp ha. Nhìn cái bông nè, thấy thương không? Sát gốc này cũng có bông ha. Các bạn biết không, năm nay thời tiết ngộ quá à, nóng lạnh. Cây mai của Kim nó nở hoa cái đầu tiên, sáng ra Kim thấy hết hồn. Trời ơi, giờ này mà nở rồi thì Tết làm gì còn hoa để trưng ta? Ghét không? Duy nhất có 1 cái thôi các bạn. The first one. Cái này là mai của Mỹ nha các bạn. Đó là mai gừng á. Đây nè. Ngộ ghê luôn. Hôm nay nóng, hôm nay tới 80 độ F lận á các bạn. Mùa thu mà vậy đó, mắc cười không? Đây các bạn cũng xem nè, cây tắc của Kim, cây tắc ngọt đó. Chưa Tết nữa, tính để dành Tết chân mà giải chín hết trơn à. Chừng nhìn trái không? Thấy thương không? Đó, cái này là tắc ngọt nha. Còn cái tắc chua của Kim nè, nó đang có trái, nó ra bông ha. Trái li ti quá chừng luôn nè. Cái này thì để cho Tết ha. Cái này Tết ok. Cây cà cũng giờ này mà cũng còn trái nè các bạn.
đó hết cà hết đó. Cây mai này thì ok, cây mai này còn ok lắm. Quỳnh Nhật Mai của Kim nè còn ok, mấy cái nụ mới có bên lớn đây thôi thì có thể tới Tết được. Wow, sao có cái nụ này hơi lớn lớn nè. Wow, hơi vàng vàng á. Đừng có nói là nở trước Tết nha, buồn lắm đó, không có được chưng Tết. Kim Ly đang trong cái cây mai Quỳnh Nhật Mai này để Tết chưng nha. À, mùa đông cái cây nó buồn, các bạn thấy lá chuối không, nó gắt te tưa, gió dữ lắm. Cúc cũng nở vàng que luôn. Cúc nè. Wow, các bạn nhìn cải xanh của Kim nè, quá chừng luôn không. Đó, bữa hổm Kim hái được một rổ rồi. Kim Billy trồng salad nè, sang kẻ ở đây nè, xong Kim Ly chiếc ra đó đó. Còn này là cải này Kim Ly cũng bóp choi, Kim Ly không biết tiếng Việt kêu cải gì nữa, mà có cái cô hàng xóm cô cho Kim ba cây nè. Em trồng ha. Dâu strawberry nè, nó chết còn được bụi cái ra trái nè các bạn. Dâu á, nhưng mà loại dâu này dâu nhỏ trái nha, cưng không. Qua mấy đám mưa nó tốt quá chừng luôn các bạn ơi. Hồ sen của Kim thì giờ đang ngủ, đang ngủ nè, còn vài lá rồi nó đang ngủ ha. Các bạn ơi, hôm nay Kim Ly vừa thu hoạch củ gừng, không phải củ gừng, củ nghệ. Kim Ly có gừng nữa nhưng mà chưa có thu hoạch ha, gừng với ghiền. Nhưng mà Kim Ly thu hoạch cái nghệ trước nè. Từ trong cái chậu này Kim Ly mới vừa bứng nó ra đó. Đó, thì các bạn lấy cái lớn ăn, chừa mấy cái mắt nhỏ 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 này các bạn chôn lại đất để mà mùa sau nó sẽ lên lại. Đây Kim Ly chôn nó đây nè, để cho năm sau ha. Đó, còn đây là khoai lang Kim Ly mới đào hồi sáng này nè. Bỏ có một hai cái đầu mà nó lên mọng đó các bạn, Kim Ly bỏ xuống đất xong rồi trồng một mùa thì nó mới lớn nè. Kim Ly đào lên cái này bỏ luộc lên ăn ngon lắm á. Khoai lang Nhật nha các bạn, có mấy củ thôi nhưng mà nhiêu đây là ăn dư sức rồi. Các bạn ơi, hôm nay cải xanh của Kim Ly là được 7 tầng ha. Đó, các bạn xem nè, Kim Ly trồng nó dày á thì mình ăn cải xanh non nha các bạn. Còn nếu các bạn trồng thưa thưa gan gì á thì cây cải nó sẽ lớn, cái lá nó lớn bằng hai bàn tay Kim gì nè, rồi mình cắt từng nhánh ở ngoài mình ăn thì nó cứ lên tiếp ha. Còn Kim Ly trồng dày đặc gì á thì mình ăn cải xanh non, mình sẽ bứng đi mấy những cây cải nhỏ nhỏ đó mình ra mình ăn trước, thì mấy cây cải kia nó có cái chỗ rộng đó thì nó sẽ lớn lên nữa nha các bạn. Quá chừng luôn, Kim Ly nắm Kim Ly gãi đại nha nó lên quá chừng luôn. Trồng cải xanh dễ lắm các bạn ơi. Kim Ly có trồng xà lách nữa nè. Này á là cái cô ở bên nhà của cho xà lách Pháp, Kim Ly trồng. Cái bây giờ cải xanh nó lắng qua luôn nè. Rồi cái nó nhiều quá Kim Ly chiết nó ra từng bụi 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 đó các bạn. Thì mai mốt nó cũng sẽ lớn ra gì nó có bắp. Rồi cái bắt đầu mình tỉa lá mình ăn á. Đó. Năm nay Kim Ly trồng cái cây này nó gọi là Gyro Cactus. Bông dữ lắm, Kim Ly không biết tiếng Việt là loại hoa gì ha. Đây, loại hoa này nè. Đó. Quá chừng bông luôn. Đó, tới Christmas chắc sẽ nở ra. Dâu. Dâu trắng nhỏ nhỏ. Đó, cái này Kim Ly trồng 7 tuần. 7 tuần thì nó được bé lớn nha các bạn. Tại vì nó khích quá đó, chứ nếu mà nó thưa là nó sẽ lớn nhanh lắm các bạn ha. Đó, thấy cưng không? Cải này cũng tốt quá chừng nè. Kim Ly trồng có 3 bụi nó lên. Cải này cũng vậy, khi mà lớn thì các bạn cắt ngang dưới này ha. Mình ăn, mình tước cọng mình ăn thì nó cứ lên nữa.
nó lên để cho lá cho mình ăn hoài đó. Kim Ly không biết cải này tên gì, cứ hàng xóm cho Kim thôi. Có bông thì Kim Ly để bông nó để lấy hạt lại để cho mùa sau ha. Đó, thấy ham ha. Các bạn xem hôm nay Kim Ly nhổ cây xanh làm bánh xèo nè. Cái này Kim Ly nhổ hả? Không được 1/8 cái khỉnh Kim Ly trồng nữa đó. Đây nè, nguyên một cái thau đầy nhóc luôn, cải xanh cải con nè. Đó, bây giờ Kim Ly sẽ lặt rửa đổ bánh xèo ăn ha. Trời ơi, cải xanh đó, các bạn biết trồng dễ ợt không? Nắm, Kim Ly nắm nắm gãi đất đều vậy nè, là nó ra đầy luôn. Mình gãy đặt như vậy thì để mình ăn cải nhỏ nhỏ nè. Còn các bạn để thưa thì nó sẽ ra lá bằng bằng tay như vậy nè các bạn ha. Đó, giờ mình rửa nha, để mình làm bánh xèo. Chút xíu Kim Ly ra ngoài hái rau sống á, tức là rau thơm, rau húng lủi, với giáp cá đều vô ăn nha. Chào các bạn, hôm nay Kim Ly đổ bánh xèo nè. Đó, Kim Ly đổ được 2 cái ở đây ha. Kim Ly thích đổ bằng cái chảo này, nó mỏng đó các bạn. Mình đổ cái bột nó cũng mỏng là nó giòn ngon lắm ha. Trong bột này Kim Ly dùng bột của Hương Xưa. Một bọc bột Hương Xưa là 500g. Thì Kim Ly cho 600ml nước và 200ml nước cốt dừa. Cho trong này 200ml nước bia nha các bạn. Cho tí xíu muối với tí xíu hạt nêm vô đây với một cái trứng. Thì mình khuấy nó lên để cho bột nghỉ nửa tiếng là bắt đầu mình đổ bánh nha các bạn. Đó, nhìn ngon không? Xèo xèo bánh xèo. Đây là rau ở vườn Kim Ly nha. Cải xanh và những cái rau thơm là của Kim trồng hết. Bánh xèo Hương Xưa. Nhìn là biết giòn rồi ha các bạn. Rồi bây giờ đói bụng quá, ăn một miếng nha các bạn ơi. Mời cả nhà. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kimberly thu hoạch củ chuối nè các bạn. Kimberly đào một cái khuỉnh bên kia mới vừa xong. Bên đó là cái gốc hết đó. Bữa hổm Kimberly có chỉ cho các bạn xem đó. Đây Kimberly đào nè, củ nè. Thì thường củ chuối mình đào lên nó sẽ có củ non và củ già ha. Thì mình lựa cái củ nào thiệt non đó mình để dành, mình cho cái năm sau đó mình trồng tiếp. Ví dụ như cái củ này khi các bạn ăn á, thì nó sẽ không có ngọt nhiều đâu, với nó không có dẻo tại vì nó còn non, nên là mình chừa cái củ có cái rễ gì để mình trồng lại ha. Bỏ vô trong chậu đất rồi mình giữ cái nơi mà đừng có bị lạnh quá, đừng có dưới 40 độ ha. Rồi mình để mùa sau, mùa spring á, cái bắt đầu mình thả xuống đất hoặc là trồng trong chậu. Còn những cái củ lớn như vậy, củ này là chắc chắn là già luôn. Cái củ chín, thường cái củ mà nó có cái cây lên gì nè là củ chín nè, củ cái của nó đó, thì nó sẽ là rất là nó già ha, nó dẻo là chắc chắn 100% luôn. Mấy củ này thì nó cũng sẽ dẻo đây, nhưng mà ở trên này nó hơi ít dẻo hơn mà nó là có bột. Kim Ly mới vừa đào xong đó, bây giờ Kim Ly phải xịt nước rửa chứ sạch cắt rễ. Nhiều quá Kim Ly ăn đâu có hết, nên là Kim Ly sẽ chia lại cho các anh chị khác bớt nha. Đó, các bạn coi cái củ này to thiệt to không? Kim Ly còn một phỉnh bên kia nữa mà Kim Ly chưa có thu hoạch. Làm cái này trước đi, đào nhiêu đây là cũng đã mệt lắm rồi. Bây giờ Kim Ly sẽ đi xịt nước nó ha, mình rửa nó rồi mình cắt rễ. Rồi mình giao cho người ta ha. Coi cây tắc của Kim nó chín sớm nè. Cây mai cũng bắt đầu tượng màu vàng rồi, sắp sửa nở rồi. Tại vì năm nay thời tiết nó lạ quá à. Cái nóng lạnh nó nên là cây mai nó cũng bị sốc à. Các bạn cứ xem hoa lồng đèn nè. Đẹp không? Kim Ly có 4 cây luôn.
Lúc đó Kim Ly được má chồng cho cây khoảng chừng gang tay vậy nè, cái nhánh thôi, cái tay này bóc khoai, cái nhánh thôi, chín xình không, cái nhánh thôi, rồi Kim Ly chỉ cắm xuống đất rồi mình dưỡng nó, ha, mình để trong mát, mình dưỡng nó cho đến khi nào nó khỏe mình mới đem ra nắng. Đó, bây giờ nó lên, mà khi nó lên vậy là nó có bông hoài luôn đó nha, các bạn thấy ở trên đọt nè, nó cứ tiếp tục ra bông, thấy thương không? Rất là dễ thương. Bông này thì nó không có ở lâu, chừng 3 ngày, 4 ngày là cùng là nó rụng rồi. Nè, các bạn thấy gì là nó tàn rồi đó. Nhưng mà đẹp lắm, nó cứ có hoài vậy đó. Cắt xuống thì tiếc. Khi mình cắt xuống thì dĩ nhiên nó sẽ không còn ra bông nữa. Nhưng mà phải chờ cho nó ra nhánh khác thì nó ra bông ha. Đó. Bông. Thấy thương quá à. Kim đi Việt Nam về, Kim lo lại cái vườn cho nó đâu đó đàng hoàng. Hay. Lúc hổm, Kimberly có share với các bạn là mình ông xã mình cắt giùm mình cái nhà này để bỏ cây vô trong đó cho mùa đông cây đừng có chết đó. Thì sau khi mà mình làm cái giàn xong đó các bạn, ông xã mình để lưới trên cái nóc ha. Xong rồi sau đó hai vợ chồng mình mới căng cái miếng ni lông này ra, phủ nó xuống hết. Sau khi mình phủ xong á thì ông xã mình với mình á mới xếp cái gốc này ở dưới này lên gấp đôi. Xong rồi mình nè các bạn thấy không, xếp ra. Xong rồi á mình cho một cái nẹp cây ha, mình bắn đinh vô trong này để cho nó giữ lại ha. Rồi ông xã mình có làm cho mình cái cửa nè. Cái cửa nè mình đẩy vô để ra được ha. Đó. Thì cái cửa này đó là ông xã mình gắn hai cái này. Mình không biết kêu bằng gì nha, mình không có chuyên nghiệp, không biết cái như là hai cái bánh xe mà nó cái gạch ở dưới nè. Thì cái lần ngay cái miếng sắt này ha, ông xã mình bỏ cái miếng sắt này vô thì cái miếng sắt này nó nằm giữa hai cái kẽ đó để mình kéo tới kéo lui được. Thì mình cần hai cái như vậy đó. Hình như khi mua trên mạng là 50 đồng hai cái ha. Xong thì đóng cái khung cho mình. Rồi sau đó thì bỏ cái bọc này lên ha, bỏ cái bọc lên. Xong rồi ở đây khi mình kéo lại thì nó không có sát dính vô, là tại vì cho có cái miếng này ha. Cái miếng này nè, cái độ dày như vậy nè, nó làm cho hở đó. Nên là ông xã mình bỏ cái miếng foam để làm chi, để khi mình kéo lại thì nó dính sát vô đây, nó không có bị kẽ hở, gió nó không có vô được. Đó, Kim Ly cho cây vào đây hết rồi, giống như bữa hôm Kim Ly có quay cho các bạn xem sơ đó. Tất cả cây Kim Ly bỏ vô đây. Từng hôm sau đó là sẽ xuống còn 44 độ và Kim Ly sẽ đi qua Cali chơi. Thì ở nhà nhờ người em take care giùm, thí dụ như mà ở dưới 45 độ thì Kim Ly nhờ mở heater lên. Mở sưởi lên ha, mở sưởi lên ở mức độ là medium, là vừa đó, là tại vì hai cái nhà greenhouse lận. Kim Ly để cái vách này trống nè, để cho cái hơi nóng nó lòn qua bên này. Lúc hôm trước đó, nó có xuống 41 độ với 39 độ thì Kim Ly đã làm thử rồi ha. Mình mở cái heat 30 medium, cái mực lửa đó vừa đó, thì nó đủ ấm cho hết mấy cái cây bên này luôn ha. Đó. Thì Kimberly chia sẻ cho các bạn như vậy. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thêm thì cứ comment hỏi thêm nha. Rồi ông xã mình ông giải thích cho nếu mà làm cái greenhouse như thế nào. Đó, ở dưới này á, Kim nói ông xã Kim bọc thêm cái miếng sắt này ở đây cho Kim để giữ. Bọc thêm cái miếng sắt này nè, dài qua đây ha. Bọc thêm để cho giữ cho cái bọc ni lông này nè, nó đừng rách. Mình kỹ thì mình làm vậy thôi. Đó, Kim Ly ấy xa ra cho các bạn xem. Nè. Đây thì cái cửa mình kéo tới kéo lui được ha. Kéo sát vô đây. Đó, thì ông xã mình làm như vậy thì nó kín hơn nè. À, các bạn thấy không? Cái miếng nè ha, kéo ra, đẩy ra, kéo vô. Ha. Xong rồi ông xã mình cũng làm cho mình cái móc ở đây nè, giữ nó lại để cho nó đừng có nhúc nhích thôi. Đó. Thì ban ngày á, mặc dù mùa đông nhưng mà ban ngày các bạn cũng nên mở cái cửa ra để cho nó có không khí á, nó có gió này nọ đó, cho cây mình nó khỏe ha. Thì trời không có lạnh nên Kimberly mở ra, tối Kimberly đóng lại.
đó. Tới mùa hè thì phía sau đó, cái mí, cái vách ở sau cuối cùng đó, Kimberly sẽ cắt một cái cửa sổ hoặc là một cái cửa lớn như vậy thì càng tốt. Để làm chi? Để mình cho cái không khí nó luồn, tại vì nóng quá thì cây mình nó cũng không có khỏe đó các bạn. Thì Kimberly đi vòng qua đây một cái cho các bạn xem nha. Đó, bên vách là nó như vậy ha. Mình không phải là chuyên nghiệp, mình chỉ làm những gì vợ chồng mình biết, mình chia sẻ cho các bạn nha. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi ha. Sau này Kimberly sẽ cắt. Một là Kimberly cắt sát vô cái gốc này luôn ha, ngay chỗ cái gốc cột này nè. Sau đó Kimberly sẽ dán cái Velcro, tức là cái loại thép mà nó có hai mặt dính đó, khi mà ịn với nhau là nó dính lại rồi mình gỡ nó ra kêu sột sột đó, cái Velcro ha. Kimberly sẽ cắt tới cái mí trên này ha, cắt thẳng xuống dưới này, gạch dưới này luôn. Ok, gạch hết lên, coi như là mình gạch đứt á. Xong rồi, mùa hè đó Kimberly sẽ dùng một cái ống PC pipe, cái ống bằng mũ, ống nước đó. Hoặc là các bạn có cây tre, cây trúc nào mà khoảng lớn này nè, vòng tay vậy, mình cuộn nó lên. Cuộn nó lên rồi sau đó mình làm một cái móc. Để cái móc á, mình móc cho nó giữ cái cuộn nó lại, cột cọng dây cái mình móc lên đó. Là cái đó là trong mùa hè nha. Tại vì mùa hè nó rất là nóng. Nếu ở ngoài 80 độ thì ở trong nó phải hơn 90 độ, 90 mấy độ nha. Nên rất là nóng. Mình phải mở thoáng cửa trước và cửa sau để cho nó luồn cái gió và cái hơi nóng, cái hít ha. Rồi cái tay của Kim á, nãy Kimberly bươi khoai đó, nên là tay Kimberly đất không à nha. Đó, thì bên cái nhà greenhouse trước của Kim cũng vậy. Mùa đông Kimberly gắn cái này lại ha. Nhà này thì Kimberly mua ở Việt Nam qua. Mùa hè á, Kim tháo nó ra, tháo nguyên một cái vách này thôi, vẫn để cái nóc như vậy, tháo cái vách này và cái cửa trước mở ra luôn, là cây Kim nó khỏe, nó không sao hết. Thì 2 năm rồi Kimberly cứ làm như vậy thì ở trong cây nó vẫn có trái đàng hoàng ha. Để Kimberly vô trong đó cho các bạn xem, có cái trái đu đủ của Kim dễ thương lắm. Mùa này thì cây trái nó không có trái nhiều, ổi thì chỉ được vài trái thôi, đu đủ thì cũng khá nhiều ha. Mẫn cầu na của Kim nè, đây cái nó gãy lá. Để Kimberly đi vòng vô cái hướng này cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy cây Kimberly bỏ vô trong này từ sớm không? Các bạn xem nè, đu đủ nè, thân đó chứ ốm tông tèo. Đây là tắc ha. Đúng là cây tắc nó không cần ở trong greenhouse, nó chịu lạnh, nhưng mà Kimberly chọn cái vị trí này để cắt cái greenhouse mà cây này đã trồng rồi, nên là cứ để đây ha. Ấy, tắc nè, bữa Kimberly mới hái vô một rổ nhỏ nhỏ nữa rồi. Tắc nè, tắc chính nè, nó còn đang rất là nhiều trái luôn nha các bạn, nhiều trái lắm, nó chưa lớn thôi. Đó, bên kia nữa, đây là tắc chua ha. Đây đu đủ của Kim đang có bông hết nè. Tới mùa hè sau đó, Kimberly dưỡng cho nó khỏe đẹp qua cái mùa đông rồi, Kimberly sẽ chia sẻ lại bớt với các anh chị nào mà thích ha. Đó, Kimberly sẽ chia sẻ lại bớt đu đủ, tại vì nhiều quá Kimberly ăn cũng không có hết. Bên kia hai cây cũng đang có bông kìa. Đó, nó đều có bông hết luôn ha. Nè, mấy cây đu đủ lùng lùng mà có bông nhà, có trái gì thì Kim thích hơn. Mấy cây trong greenhouse của Kim nó cào quá trời luôn, nó mới chịu có trái, Kim không có thích lắm. Bây giờ nó đụng nóc nhà rồi, có lẽ sau này Kimberly phải cắt nó xuống bỏ thôi, tại vì nó đụng nóc nhà rồi cũng không có trồng lên cao hơn nữa được. Đây các bạn thấy cây này không, cái trái dễ thương không? Hơn bữa nay nó hơn một gang tay của Kim mình nè. Tiếu không, trái này thì dài, hai cái trái này thì tròn. À, lên trên này thì trái dài, lạ không? Còn cái cây bên kia kìa, đu đủ hầu quay của Kim nè, hả, nó đang chín đó. Trong nhà Kimberly mới hái 5 trái bữa đó, chưa ăn nữa. Nó ngọt lắm luôn á, mà nó không có hột giống như bữa Kim nói ha. Trái thì nó cứ ra miết vậy luôn, mà bây giờ nó đụng nóc nhà, các bạn thấy không?
Kim Ly nghĩ Kim Ly phải chặt bỏ cây này thôi. Tại vì nó cao như vậy rồi không biết làm sao, chặt ngang cái đọt thì nó dẫn lên lại đọt khác thôi. Có lẽ Kim Ly sẽ cắt nó sát, cắt xuống hơn nửa thân dưới này. Nếu mà nó có lên lại thì coi coi nó lên như thế nào rồi Kim Ly uống nó. Chứ để nó lên chặt thẳng lên gì là nó sẽ đụng nóc nhà. Kim Ly nhớ lúc trước Kim Ly có ngắt đọt mà không biết tại sao nó lại vươn lên luôn. Nó lành hay sao á, nó không có tỉa ra. Ở đây Kim Ly có một cây vậy, đằng kia Kim Ly có một cây y hệt vậy. Hai cây luôn. Đằng kia cũng đang có trái. Còn cây này nè, các bạn thấy không? Xoài, Kim Ly đi qua đây một cái. Đây các bạn thấy cây đu đủ này không? Đang có bông với trái nè, nó đang nằm trong chậu nè các bạn ha. Đó. Cây này nãy Kim Ly cho các bạn thấy nè, nó cũng đang nằm trong chậu đó. Cây này thì cao chưa tới đầu của Kim ha. Ây chị, let's see. Đây nè các bạn thấy không? Cái cây này nó cũng là loại trái dài mà nó đụng cái nóc nhà rồi nên Kim Ly cắt ngang bỏ nè. Cái này là ham vui leo qua hàng xóm nha. Một cây mà nó tỉa ra làm hai nè các bạn xem nè. Mắc cười không? Một cây thì nằm ở trong cái greenhouse số 1. Một nhánh thì nằm bên greenhouse số 2 mà Kim Ly thấy thương quá đâu có nở cắt đâu nên là cứ để cho nó qua bên này. Đó, nó cũng đụng nóc nhà rồi đó. Cái này là 10 feet cao á các bạn. Cái nhà thứ hai là 10 feet cao á mà nó đụng luôn rồi. Thấy mà không biết làm cách nào luôn. Đó, Kim Ly nói cây đu đủ Hawaii nhỏ nhỏ trái nữa giống y như cây kia cũng đụng nóc nhà các bạn xem á. Phải chặt nó xuống thôi. Khế của Kim thì đang có trái á, khế ngọt ha, cóc cũng còn được vài chùm. Đó. Rồi, cái này là táo Việt Nam đó các bạn. Năm rồi Kim Ly có quậy đó, bây giờ nó đang có trái ha. Tất cả cây Kim Ly bỏ trong này hết. Kim Ly đang chiết luôn cái nhánh đó thì để mùa xuân á Kim Ly sẽ cắt nó ra ha. Đó. Tất cả cây kiểng Kim Ly cho vào đây, năm nay cho vào đây hết luôn. Mặn nữa nè, hai cây mặn của Kim cho vào đây. Kim Ly có rất nhiều là mặn cầu dai, mặn cầu dai mà không phải dai ấy mà mặn cầu gai đó các bạn, mặn cầu Việt Nam mình, mặn cầu gai để trị ung thư đó, ngăn ngừa ung thư đó. Kim Ly có rất là nhiều cây này, giá ổi thì với đu đủ. Năm sau Kim Ly sẽ chia lại bớt cho các anh chị nào thích trồng cây ha. Với táo Việt Nam nè, táo Việt Nam này Kim Ly ương lên được nè, Kim Ly sẽ chia lại nếu mà các bạn nào cần ha. Mệt rồi, giờ hả lo hết nổi rồi, nhiều quá rồi, lúc trước ham quá trồng rất là nhiều, bây giờ bây giờ thích đi travel hơn nên là Kim Ly phải để lại bớt đó. Ổi nè các bạn ha, ổi với mặn cầu gai nhiều lắm. Kim Ly sẽ chia lại đu đủ nữa. Đây rất nhiều ổi. Ổi xá lị, ổi cục đỏ, rồi ổi thái, đủ thứ loại ổi hết. Đó, các bạn thấy phía trên này không? Mình lót mấy cái cái khung đó, mấy khung sắt đó để cho cái nước đó, nó dễ chảy ra phía ngoài ha, bọc nó không có bị động nước lại. Đó. Bên kia Kimberly thiếu cái miếng sắt này nên là ông xã Kim gắn mấy cái miếng cứng meca đó cũng được, miễn cái nào cứng là được ha, để cho nước nó chảy dễ dàng hơn. Wow, Kimberly rửa nãy giờ mất 2-3 tiếng đồng hồ mới xịt xong được mấy cái miếng đất thôi, rồi bây giờ mình phải cắt rễ ra này các bạn. Xịt nước te tua luôn, mới rửa sạch được mấy cái đất ở trong này nè. Đó, các bạn thấy nhìn nó rễ không không. Kim Ly rửa ra được hai cái xỉa này nè, bây giờ Kim Ly phải tỉa cái rễ nữa đó các bạn nhé. Cái này Kim Ly thích luộc xong cái để muối vô hơi mặn mặn ăn ngon lắm, bỏ muối vô cho nó thấm ăn nó mới ngon ha.
ai sống Việt Nam chắc hẳn biết cái củ này, có rất là nhiều người biết ăn. Thời xưa mà khổ người ta cũng ăn cái củ này. Bây giờ qua Mỹ này thì ít có người trồng hơn. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Kim Lê thì Kim Lê thích cái mùi nhạt nhạt của nó. Rửa từ nãy giờ mấy tiếng hồi mỏi lưng quá, phải lấy ghế ngồi á các bạn. Chắc mình cũng già rồi đó. Các bạn xem nè, nguyên cái thùng rác không? Cái này là chỉ là Kim Lê cắt rồi, còn phần nữa đó. Chứ bữa hổm á, hai ngày trước là Kim Lê cắt bỏ hết hai thùng rác lá rồi đó. Đó, coi cây cải của Kim này thấy thương không? Đó, video của Kimberly đến đây kết thúc nha. Kimberly chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp tiếp. Kimberly cảm ơn quý vị và các bạn luôn theo dõi kênh của Bạc Liêu cũng như đã ủng hộ kênh cho Kim nha. Nhờ có quý vị và các bạn nên Kim mới có động lực làm tiếp. Kimberly chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bye bye. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ Kim nha, để Kim có động lực làm tiếp. Bye bye.